Số ca mắc COVID-19 tăng cao trong thời gian qua đã khiến việc dạy và học trực tiếp tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Các trường học đã linh hoạt chuyển đổi các hình thức trực tiếp, trực tuyến, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp. Sau gần 3 tuần trở lại học trực tiếp, số lượng giáo viên, học sinh F0, F1 tại các trường học trên địa bàn thành phố gia tăng. Với những trường hợp học sinh mắc bệnh không thể đến trường, các trường đều tổ chức thêm hình thức dạy trực tuyến để các em có thể tiếp thu kiến thức khi ở nhà. Với các trường hợp học sinh bị dương tính ngay tại lớp thì chúng tôi thực hiện theo các quy trình đã được hướng dẫn. Còn một số học sinh dương tính mà do phụ huynh ở nhà báo lên cho nhà trường thì là cái việc quan trọng nhất là giáo viên chủ nhiệm phải lấy thông tin thật kỹ từ phụ huynh. Những lúc như vậy thì chúng tôi sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến cho các em. Nhưng mà tùy vào mỗi lớp để chúng ta ra quyết định là các em trực tuyến một ngày, hai ngày hay là tiếp tục học trực tiếp trong cái ngày tiếp theo liền. Việc chuyển đổi linh hoạt giữa hai hình thức trực tiếp, trực tuyến là cần thiết và phù hợp với tình hình hiện nay. Nhưng với khối lượng công việc gấp đôi thì khi vừa dạy học trực tiếp vừa dạy học trực tuyến, nhiều trường học còn đang thiếu nhân sự. Dù đã nỗ lực cân đối, phân bổ giáo viên dạy bù, dạy thay nhưng số lượng ca nhiễm tăng nhanh nên nhiều trường học đã phải chuyển hoàn toàn sang dạy trực tuyến. Với cái số lượng học sinh mà F0 càng ngày càng tăng như vậy thì tất cả các cô giáo ở trong các lớp học thì đều đã trở thành F1 và rất là nhiều học sinh khác đã trở thành là F1. Thì nhà trường không có đủ giáo viên để phân công vào đúng các lớp. Thực sự cho nên là nhà trường đã phải chuyển các lớp sang cái hình thức là học online. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản để ứng phó với số ca mắc ở học sinh, nhất là các cấp tiểu học và mẫu giáo, đã khiến cho không ít phụ huynh lo lắng, bởi các em chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ở bậc học mầm non, số học sinh đến trường đang tăng dần. Các trường học đã tăng cường công tác phòng dịch, cũng như linh hoạt xử lý khi xuất hiện các trường hợp F0. Đến thời điểm bây giờ, là nhà trường không có F0 ở trường. Khi mà cháu đến lớp á, là không có phát hiện F0 ở trường, mà đối với phụ huynh khi đón cháu về nhà á, có phát hiện là F0 á, thì phụ huynh báo tới trường để trường cho cái lớp đó nghỉ một khoảng một tuần. Cô giáo điện từng bé mà đã đi học ở lớp đó, đó cho cháu nghỉ một tuần và nói phụ huynh là tiếp tục theo dõi sức khỏe trẻ ở nhà. Sau khi một tuần là lớp học được khử khuẩn, tất cả các đồ dùng, đồ chơi của trẻ được khử khuẩn và đón các bé trở lại bình thường. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, tuy diễn biến dịch trên địa bàn, cơ sở giáo dục đóng chân và tình hình các F của các giáo viên, học sinh, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại. Việc linh hoạt chuyển đổi hình thức đào tạo trong thời gian này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dạy, người học và vẫn đảm bảo kiến thức cung cấp cho các em học sinh.